Hello hello, xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 2 ở Việt Nam đã là ngày thứ năm, ngày 24 tháng 2 và bây giờ là gần như 9 giờ tối tại Cali hôm nay thì uh, Thuận bận ra ngoài một chút cho nên cũng ít xem những cái thông tin nhưng mà khi mà vừa về tới đó thì đọc những thông tin cũng đã thấy được rất là nhiều thông tin mà thường sẽ chia sẻ với các bạn mà có những thông tin chúng ta thực sự không muốn thấy chút nào đó chính là những cái thông tin liên quan tới cái uh, sự căng thẳng giữa nga và giữa quen đó thì những thông tin mới nhất chúng ta nhận được là đã có một cuộc tấn công xảy ra hay là đang xảy ra Thường sẽ chia sẻ những chi tiết với các bạn trong cái video này và hiện bây giờ đó các bạn thấy được là cái chỉ số tham lam và sợ hãi đó ở mức 23 chỉ số này cập nhật cách đây đó gần như là khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ thì giờ này ngày mai đó khi mà cập nhật trở lại có thể là chỉ số còn thấp hơn con số hiện tại nữa tại vì trong vòng 2 giờ qua đó thì thông tin được cập nhật liên tục luôn và thường sẽ chia sẻ những cái mới nhất với các bạn ở thời điểm này và các bạn thấy được là chỉ số này mức 23 đó là thấp hơn so với ngày hôm qua rồi chúng ta đang nằm ở cái dù một lần nữa là ở cực kỳ sợ hãi trong khi mà chúng ta chỉ có khoảng chừng là 4 năm ngày trước là nằm ở cái dùng neutral nghĩa là bình thường bây giờ đã chuyển sang cực kỳ sợ hãi thêm một lần nữa rồi và đây là cái mức mà chúng ta đã ở hầu như là phần lớn của tháng 2 chúng ta có thể thấy được là chỉ số tham lam sợ hãi đó của chứng khoán thì cũng không có khác gì lắm đâu các bạn sẽ thấy được chỉ số này ở mức là 27 có nghĩa là sợ hãi thị trường chứng khoán nói chung thì vẫn chưa có phải là cực kỳ sợ hãi chỉ cần đi xuống khoảng chừng là thêm hai điểm nữa thôi thân nghĩ là chúng ta sẽ nằm ở cái dùng cực kỳ sợ hãi rồi và có khả năng là giờ này ngày mai chúng ta có thể thấy chỉ số này đã đi xuống tới con số đó chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật về thông tin này và hiện bây giờ đó thì đương nhiên chứng khoán đã đóng cửa rồi. Các bạn thấy được là chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã đóng cửa như thế nào là tất cả những chỉ số lớn đều đi xuống, con số không hề nhỏ. Các bạn thấy là chỉ số Dow Jones xuống 1,38%, chỉ số S&P 500 xuống 1,84% và chỉ số Nasdaq đó thì xuống 2,57%. Những con số này đó có thể các bạn cảm thấy là không có nhiều, nhưng mà thực ra rất lớn so với những cái chỉ số này tại vì các bạn thấy được là những chỉ số này đã cả năm có thể là lên xuống chỉ có 8-10% mà thôi. Mà một ngày mà chỉ số Nasdaq có thể xuống 2,57 đó là một con số rất là lớn. Và chúng ta thấy được là những cái chỉ số liên quan tới hợp đồng tương lai bây giờ đó thì rất là đỏ luôn. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Futures đi, hợp đồng tương lai của Dow là xuống bây giờ là 700 điểm. Hồi nãy nó xuống còn nhiều hơn nữa nhưng là các bạn thấy mới đây là 2,12% chỉ số S&P thì uh, future xuống 2,17%, tương tự và chỉ số Nasdaq future thì xuống nhiều nhất là 2,72%. cả ba chỉ số này đều chỉ là ngày mai khi mà mở cửa đất chứng khoán khả năng rất là cao là sẽ tiếp tục có một đợt bán tháo xảy ra dựa theo hợp đồng tương lai hiện bây giờ và đương nhiên chúng ta sẽ nói tới crypto rất là đỏ hiện bây giờ luôn chúng ta nhìn vào Coin 360 thì rất là nhiều màu đỏ nó xuất hiện ngày hôm nay. Và hôm nay đó chúng ta khi mà nhìn vào cái chứng khoán đó thì chúng ta sẽ nhìn vào chỉ số liên quan đến Dow Jones là chỉ số lớn của Hoa Kỳ thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay phần lớn cả ngày đó chúng ta cũng không phải là có cái gì đó là quá đỏ ngày hôm nay. Thực ra cái ngày hôm nay đó những cái chỉ số này nó cũng rất là đi xuống một chút nhưng mà cũng không nên nổi nào. Nhưng mà đột ngột đó để thuận cho các bạn thấy cái sự diễn biến của ngày hôm nay. Khi mà mở cửa đó các bạn thấy là chỉ số này đi xuống à, khoảng chừng vài tiếng đồng hồ sau đó đi ngược trở lên nhưng mà sau khi đó thì các bạn thấy lại cắm đầu đi xuống tại vì sao gì? Tại vì chúng ta nghe cái thông tin mới nhất liên quan tới à, nước Nga là đã ra quyết định là tấn công vào Ukraine khiến cho rất nhiều những nhà đầu tư lo sợ và cái cách di chuyển này đó cũng tương tự khi mà các bạn nhìn vào chỉ số của BTC các bạn thấy được là hồi sáng này đó khi mà chúng ta à, thấy chứng khoán mở cửa đó thì chúng ta cũng thấy là giá đi xuống một chút nhưng mà sau đó chúng ta cũng thấy giá đi ngược trở lên và cái mức cao ngày hôm nay đó là lên tới 39.277 luôn đang có sự phục rất là tốt chuẩn bị muốn thử là cái mức 40.000 nhưng mà đột ngột các bạn thấy được là cái thông tin liên quan tới Nga để quyết định là tấn công vào Ukraine khiến cho BTC cũng đi xuống như là chứng khoán và đi xuống rất là sâu luôn Các bạn thấy cái mức sâu nhất đó là cái tiền khoảng chừng 30 phút mà thôi Xuống chỉ còn có 34.546 Bây giờ chúng ta ở mức cũng rất là thấp à, Trong vòng mấy ngày qua là 35.000 đô hiện bây giờ và đương nhiên chúng ta không chỉ riêng là BTC mà các bạn thấy là cả thị trường crypto bây giờ đã hầu như không thấy màu xanh luôn Thậm chí những đầu ổn định chúng ta cũng thấy được là cũng đi xuống một ít một thì bây giờ coi như là không có màu xanh xuất hiện luôn và những đồng lớn bây giờ đó các bạn thấy là btc xuống bảy năm phần trăm những đồng khác đó thì đi xuống nhiều hơn các bạn đã thấy được là ethereum thì xuống chín một phần bnb xuống 9% phần xrp xuống tương tự 9% phần trăm xuống tới 11%, một phần solana thì xuống 11% phần trăm luôn theo Luna thì đi hàng ngang thật ra the Luna là một đồng duy nhất trong cái top 10 này mà không có cái sự di chuyển nhiều trong nhiều một tuần qua hầu như đi hàng ngang. Còn lại các bạn thấy được Avalanche cũng xuống 10%, Polkadot xuống 8%, trăm, uh, Dogecoin xuống 11% và trong vòng một tuần qua đó thì BTC xuống 20%, nhiều đồng khác đi xuống phần trăm nhiều hơn khôi. Có nghĩa là gì? Đây là cái dấu hiệu là những nhà đầu tư đó thật sự có cái phần lo sợ hơn. Tại vì những đợt trước đó các bạn đã nhớ là thị trường có thể là đỏ nhưng mà những cái lúc đó đó chúng ta thấy được là cái phần trăm đi xuống. BTC với những con coin nó coi như nó tương đồng với nhau, nó không có khác nhau nhiều lắm nhưng mà chúng ta đã bắt đầu thấy trong cái đợt này mấy ngày qua đó thì cái con số đi xuống của altcoin đã nhiều hơn là BTC và họ muốn thoát khỏi những coi altcoin này và đẩy tiền vào BTC hiện tại. Mặc dù là Bitcoin cũng đi xuống nhưng mà các bạn thấy là nói về thị trường crypto đó, nói về vốn hóa, nói về tính thanh khoản, nói về thương hiệu, nói về lòng tin thì mọi người vẫn tin vào Bitcoin hơn cho nên vẫn là đồng đứng đầu, vẫn là đồng mà mọi người coi là có cái sự an toàn nhất trong những đồng này nếu như mà các bạn không muốn giữ những cái stable coin mà vẫn muốn có tiền trong thị trường này. Cho nên BTC sẽ đi xuống cái phần trăm nó nó không có nhiều như là altcoin và trong vòng mấy tuần qua đó như bạn cũng hỏi thường là thường dân đây dc đồng nào thường chỉ chú tâm vào bitcoin mà thôi à, lúc đó nhiều bạn cũng không có hiểu thì thường cũng đã chia sẻ là những cái thời điểm như thế này đó thì Allcoin nó có sự nguy hiểm nhiều hơn là BTC. Nhiều bạn có thể là mới tham gia vào thị trường này thì vẫn nuôi một cái hy vọng là trong những lúc mà không tốt như thế này đó, mọi người có cái sự lo sợ rất là nhiều. Nhưng mà có thể là mình lưu trữ một cái đồng mà rất có tiềm năng, không có liên quan gì đến Bitcoin hết và rất là có cộng đồng mạnh, có hệ sinh thái mạnh như là những đồng nền tảng đó thì có thể là đồng mình sẽ không có sao, cho dù bitcoin đi xuống, đồng mình cũng sẽ không sao. Thì thường thầy chia sẻ với các bạn là trong lịch sử thì không phải như vậy. Thị trường này cuối cùng xu hướng nó vẫn tiếp tục xoay quanh BTC mà thôi. Xu hướng của bitcoin là xu hướng của cả thị trường crypto. Tại vì sao? Tại vì thị trường crypto này đó là một thị trường tài chính nhiều hơn là một thị trường công nghệ. Công nghệ chỉ là một phần của thị trường này mà thôi. Phần còn lại về cái phương diện quy định giá cả vẫn là thị trường tài chính. Và chúng ta trở lại. CMC đó thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái sự bất ổn này, thông sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn nhưng mà đối với cái sự bất ổn về chính trị đó thì chúng ta đã thấy là dầu bây giờ đã tăng rất là nhiều. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Brent Oil và, và Crude Oil cả hai đó hợp đồng này đều tăng rất là cao. Các bạn thấy là chỉ số hợp đồng của dầu đó, hôm nay đã tăng 4,4% tăng lên tới cái mức giá là 96 đô 16 cent cho một thùng dầu đây là hợp đồng mới nhất thì các bạn thấy được là con số này rất là cao trong khi mà cách đây vài ngày thôi thì chỉ ở cái mức là dưới 90 đô bây giờ là lên tới 96 đô rồi cái sự ảnh hưởng đối với lại cái căng thẳng chính trị và cái giá dầu rất là cao và chúng ta thấy được là ngay cái hợp đồng Brent Brent là hợp đồng có thể hiểu đơn giản cũng là hợp đồng dầu luôn nhưng mà tùy theo là khu vực Brent thường là là cái loại dầu mà họ thay khác ở cái vùng biển phía Bắc thì chúng ta thấy được là cái chỉ số hợp đồng này đó đã lên tới 101 đô cho một thùng dầu có nghĩa là đây là cái mức cao nhất đó, từ năm 2014 cho tới bây giờ có thể thấy được là thị trường dầu đang tăng rất là cao tại vì đương nhiên lo sợ với cái sự bất ổn chính trị giữa nước Nga và Ukraine và cái uh, hiện tượng đang xảy ra hiện bây giờ dẫn đến cấm vận dẫn đến ảnh hưởng đến uh, dầu tại vì nước Nga là một trong những nước mà sản xuất rất là nhiều dầu và họ bán dầu trên khắp thế giới. Cho nên nếu như cấm vận xảy ra đó có thể là thiếu hụt dầu tại vì sẽ không mua dầu của Nga nữa và sẽ dẫn đến những cái bất ổn liên quan tới cái thị trường của dầu cho nên giá dầu mới tăng lên hiện bây giờ. Mặc dù là Nga đó họ có thể là xuất khẩu rất là nhiều thứ khác nhau như là lúa mì, ngay cả họ là những cái người buôn bán rất là có tầm quan trọng trong những thị trường như là Nico hay là liên quan đến đồng Nhưng mà dù sao đây nữa dầu vẫn là cái mặt hàng mà được nhiều người biết đến nhất Cho nên giá dầu bây giờ tăng lên tại vì lo sợ những gì đang xảy ra dẫn đến cấm vận kinh tế đối với Nga Dẫn đến là giá dầu sẽ bị tăng lên tại vì dầu càng hiếm hơn không ai mua dầu của Nga và chúng ta có thể nhìn vào giá vàng đi chúng ta đã nói tới giá của cổ phiếu nói tới crypto giá giá dầu rồi chúng ta nói tới vàng thì hôm nay vàng đã cũng có một cái sự tăng trưởng đương nhiên tăng phần trăm ít hơn chỉ tăng có 1,3 phần trăm mà thôi bây giờ mức là 1936 đô cho một ounce vàng thì có thể nhiều bạn đã nhận ra được đó là trong vòng mấy ngày qua với cái sự bất ổn giữa nước Nga và Ukraine thì các bạn thấy rất rõ ràng là giá vàng tuy là không có tăng nhiều nhưng mà ít ra cũng có thể giữ được ở cái mức là 1800 800 1 không giống như là Bitcoin hiện bây giờ tuy là gọi là vàng điện tử nhưng mà cái mức đi xuống đó, nó dao động rất là nhiều và hầu như là đi cùng một nhịp với chứng khoán hiện bây giờ thì điều này đó tôi nghĩ là tôi cũng nhận ra được và nhiều người cho là có phải là Bitcoin đã thất bại để trở thành vàng 2.0 hay là không thì thường cũng đã chia sẻ trước đây với các bạn. Chúng ta nhìn vào thời gian quá ngắn hạn, nếu như mà các bạn zoom ra và nhìn vào thời gian dài hạn hơn đó các bạn sẽ thấy được là mặc dù là trong thời gian ngắn gần đây giá cả của Bitcoin đó hầu như đi xuống cùng với là chứng khoán nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn thời gian dài hạn hơn đó thì rất nhiều những chứng khoán lớn mà có cái sự tăng trưởng trong vòng 2 năm qua như là chứng khoán của Facebook, chứng khoán của PayPal thì các bạn thấy được những loại chứng khoán đó đó đối với cái sự bất ổn hiện bây giờ thì đã đi xuống tới cái mức là chúng ta thấy được là đối với cái sự bất ổn chính trị hay đối với lại cái việc mà Fed cái tăng lãi suất đó thì những cái chứng khoán nó đã trả trở về năm 2020 sau khi mà có dịch bệnh rồi có nghĩa là đã xóa hết tất cả cái sự tăng trưởng của năm vừa rồi BTC thì không phải như vậy tại vì thời điểm đó đó giá của BTC chỉ có 6-7 ngàn đô mà thôi giá bây giờ đã vẫn cao hơn 5-6 lần so với cái thời điểm đó cho nên nhìn dài hạn hơn các bạn sẽ thấy sự thật như thế nào nhưng mà ít ra bây giờ ngay thời điểm này cái sự lo sợ liên quan đến lưu trữ những loại tài sản như Bitcoin vẫn có chứ không phải là không có Tại vì chúng ta thấy được là Bitcoin là một trong những loại tài sản mà đang di chuyển từ cái số lượng người mà đầu tư để mà kiếm lợi nhuận Hay là cái số lượng người mà thật sự xem Bitcoin như là một tài sản lưu trữ lâu dài Thì các bạn thấy được là vẫn đang trên cái đà di chuyển qua bên những người mà lưu trữ lâu dài bây giờ thì cái số lượng người đầu tư để mà kiếm lợi nhuận có thể vẫn còn rất là cao những người như là thuận và nhiều bạn đó đầu tư dài hạn trung bình giá thì có thể là con số nó không có nhiều ở thời điểm hiện bây giờ cho nên vẫn thu mua trung bình giá nhưng mà cái lực mua đó nó không nhiều như lực bán tại vì với cái sự bất ổn hiện bây giờ đó mọi người bán tài sản của mình tại vì đó lý do tại sao nhà đầu tư bán tài sản của mình tại vì họ thực sự không biết được là chuyện này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu và những gì đang xảy ra thậm chí những thông tin nó cũng không có rõ nguồn gốc bây giờ và chúng ta thấy được là cái số lượng những cái lệnh mì bị thanh lý ngày hôm nay đó đã lên tới là 354 triệu Tuy là không phải nhiều lắm nhưng mà các bạn có thể nhìn vào bên dưới này Đây là tính theo mỗi 30 phút thì trong vòng 2 tiếng năm hồ qua bốn thanh này thôi những lệnh mà lon đã bị thanh lý rất là nhiều các bạn thấy được là những lệnh mà màu xanh lá cây này là những lệnh lon những lệnh màu đỏ là lệnh sốt và trong vòng 2 giờ qua đã rất nhiều lệnh lon bị thanh lý hiện tại tại vì giá đi xuống rất là nhanh và lý do thì các bạn cũng đã biết rồi tại vì chúng ta à, theo dõi những gì đã xảy ra liên quan tới nước nga và ukraine đó như là hôm qua thường đã chia sẻ là hai cái dùng đất của cái hai đội quân tự lập mà họ cho là cộng hòa donetsk và cộng hòa của luhansk đó thì các bạn đã nhớ là hôm qua tổng thống vladimir putin cũng đã có một diễn văn công nhận hai dùng đất này mặc dù là đất của ukraine nhưng mà họ công nhận là hai dùng đất của hai quốc gia độc lập là Cộng hòa Donetsk và Cộng hòa Luhansk và sau đó đó nước Nga cũng đã cho quân vào hai cái vùng này và lý do là để bảo vệ hai cái vùng này để cho nước Ukraine không tấn công họ và đương nhiên các bạn thấy được đây cũng có thể là một cái cớ mà thôi nhưng mà hôm nay đó, chúng ta nhận thông tin là nước Nga thật sự đã bắt đầu là tiến quân vào và mục đích của họ đó chính là Kiev có nghĩa là thủ đô của Ukraine như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đây là một điều mà chúng ta thường á, thì chúng ta sẽ nói về những cái tài liệu liên quan đến tài chính nhưng mà thường cũng có thể hiểu được là chúng ta không phải là chỉ vì tài chính đâu các bạn thấy là cái vấn đề này đó là có sự ảnh hưởng rất là lớn ngoại trừ tài chính ra còn có ảnh hưởng tới rất nhiều những cái người mà sống ở những thành phố này họ phải di tản các bạn cứ nghĩ đi các bạn thức gì một ngày giờ này tháng rồi hay là giờ này năm rồi các bạn cuộc sống rất là bình thường đi làm ăn các bạn có tài sản có nhà cửa nhưng mà đột ngột các bạn thức dậy lại phải di tản tại vì những gì đang xảy ra hiện bây giờ và thủ đô Kiev là có khoảng chừng là 2,8 triệu người cho nên các bạn thấy được là chúng ta đang nói tới rất nhiều người bị ảnh hưởng chứ không phải là nói giỡn đâu cho nên cái một sự kiện mà cũng cần phải dành một ít thời gian để nói với các bạn là chúng ta không phải chỉ nhìn riêng về tài chính nhưng mà chúng ta cũng cần phải hiểu được là sau những cái sự kiện tài chính đó, thực sự là có cái sự ảnh hưởng rất lớn đối với cả hai quốc gia này và cái mình thường cần hiểu ở đây đó là lý do mà nước nga muốn đem quân vào ukraine đó thực sự mà nói nếu như mà đây là một cái trận chiến mà dài hạn đó thì cái sự ảnh hưởng sẽ rất lớn đối với cả hai quốc gia về cái phương diện tài chính luôn. Các bạn thấy được là không ai muốn một cái cuộc chiến dài hạn hết tại vì sẽ tốn rất là nhiều tiền, sẽ dẫn đến là cấm vận kinh tế, sẽ dẫn đến là cái chuỗi cung cầu sẽ bị gián đoạn ở những cái vùng này, ảnh hưởng rất nhiều. Các bạn thấy là chúng ta là những nước như là phương Tây như thường ở đi, như là ở Hoa Kỳ thì cái sự ảnh hưởng đó ngay cả người xa như vậy vẫn có sự ảnh hưởng và các bạn sẽ cảm thấy sự ảnh hưởng này khi mà các bạn là một người sống ở Hoa Kỳ, một người sống ở Canada, một người sống ở châu Âu mà các bạn đi đổ xăng các bạn sẽ thấy à, là cái sự ảnh hưởng như thế nào khi mà giá xăng tăng lên 5 đô một gallon hay là 6 đô gallon thậm chí nhiều nơi là 7 đô một gallon thì cái sự ảnh hưởng cũng có gián tiếp nhưng mà cái sự ảnh hưởng đến những người ở những cái khu đất này nó, nó còn ảnh hưởng nhiều hơn nữa. Cho nên một cuộc chiến dài hạn đang thực sự mà nói là không có ai là người thắng trong cuộc chiến này hết tuy nhiên các bạn cũng đã biết là lý do tại sao mà tổng thống Vladimir putin có cái suy nghĩ này tại vì ông ta nói là ông ta muốn lấy lại những gì mà thuộc về liên xô nga trước đây à, cũng như là hoàn toàn không muốn thấy à, ukraine trở thành một nước à, mà phụ thuộc vào nhóm nato dẫn đến là có thể là lính của nato sẽ sát biên giới của nước nga luôn đây là điều mà À, Tổng thống Putin nói là không muốn thấy đúng hay sai thì tôi nghĩ là mỗi người sẽ có một cái suy luận thường sẽ không có uh, chia sẻ sâu hơn như thế này tôi chỉ muốn nói với các bạn là tới thời điểm hiện bây giờ đó thì cái thông tin mới nhất chúng ta nhận được đó là những người cập nhật thông tin đó, thì nói là chúng ta đã bắt đầu nghe thấy có thể là tiếng súng nổ có thể là tiếng tên lửa uh, ở những cái uh, khu gần kiev rồi thì có thể là cuộc chiến đã xảy ra ngay lúc mà thường đang làm cái video này ngày mai chúng ta sẽ biết thêm thông tin nhưng mà các bạn thấy được là tất cả những cái điều này đó điều dẫn đến là tâm lý của những nhà đầu tư đó không chắc chắn tại vì họ không rõ những điều này đó đang xảy ra là ý nghĩa như thế nào và thực ra những gì đang xảy ra họ cũng chưa có nắm được hoàn toàn chính xác cho nên vì lý do đó đó các bạn thấy là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư đầu tiên hết là họ sẽ giảm thiểu rủi ro của họ bằng cách là họ sẽ bán tài sản của mình và một trong những tài sản trong đó sẽ có btc tại vì nhiều nhà đầu tư bây giờ đó là họ đầu tư bitcoin như là một cách để mà đa dạng hóa danh mục của họ để kiếm được thêm lợi nhuận những nhà đầu tư đó sẽ là nhà đầu tư mà họ sẽ bán hết tài sản của mình hay là bán một phần tài sản của mình để mà giảm đi Rủi ro, đây là cái vấn đề chúng ta đang thấy và cũng đã từng thấy rất nhiều lần rồi, các bạn cũng đã nhớ là trong cái đợt bầu cử à, mới đây ở Hoa Kỳ đó, thì các bạn cũng thấy là trong lúc mà bầu cử tổng thống xảy ra ở Hoa Kỳ, thì thời điểm đó, đó tình hình thị trường cũng sẽ như vậy, nó cũng sẽ dập dìu dập dìu và đi xuống, dập dìu dìu và có thể đi xuống thêm nữa cho đến khi nào chúng ta thấy rõ ràng là ai là tổng thống mới và chính sách như thế nào tại vì lúc đó nhiều người lo sợ là thuế sẽ tăng lên không biết ai sẽ thực sự là tổng thống kế tiếp và chính sách ra sao cho nên nhiều người lựa chọn là họ thà cầm tiền mặt để mà xem tình hình hơn là tiếp tục lưu trữ tài sản của mình Đương nhiên chúng ta chỉ nói cho những người mà ở phố Wall lưu trữ Bitcoin mà thôi Đó thật sự là những người mà sẽ có hành động như thế này Còn những người mà mua lưu trữ dài hạn như là thường với nhiều bạn thì vẫn tiếp tục mà thôi Nhưng mà ngay cái bản năng thuận các bạn cũng đã biết là thuận đang lưu trữ một số lượng stable coin Mà nhiều bạn cũng đã biết rồi trong vòng mấy tháng qua Thì thì bây giờ đó thường vẫn tiếp tục là trung bình giá như là thường chia sẻ với các bạn nhưng mà về việc là cái điểm nào mà thường có thể là mua với số lượng lớn hơn đó thì thuận vẫn đang chờ đợi tại vì thực ra mà nói đó, chúng ta vẫn chưa rõ hết những gì đang xảy ra ở nước Nga và nước Ukraine hiện bây giờ. Sáng mai chúng ta mới biết thêm thông tin là có thực sự là đang bị tấn công hay là không, cái ảnh hưởng như thế nào, cuộc chiến này có thể kéo dài bao nhiêu lâu và những điều này đó liên tục sẽ ảnh hưởng đến một điều khác nữa mà rất nhiều những nhà đầu tư quan tâm đến đó chính là lãi suất của Fed sẽ là sao? Tại vì các bạn thấy được là Hoa Kỳ đó thì nói là Hoa Kỳ sẽ không có tham gia vào cuộc chiến này nhưng mà chỉ gián tiếp tham gia bằng cách là cung cấp vũ uh, khí, cung cấp thêm tiền bạc, ủng hộ về mọi mặt nhưng mà sẽ không có đem quân qua. Nhưng mà những điều này đó thì sẽ làm ảnh hưởng đến lãi suất mà Fed sẽ có quyết định ra sao thì mọi người bây giờ đã thực ra mà nói là vẫn chưa có hiểu rõ là chủ tịch John Powell nghĩ như thế nào cho đến bây giờ đó ông ta vẫn chưa đưa ra bất cứ cái suy nghĩ gì của mình liên quan đến là những gì đang xảy ra đó có làm Fed À, chung bước có nghĩa là sẽ coi như là không tăng lãi suất nữa hay là dời ngày tăng lãi suất hay là không chúng ta vẫn chưa rõ hiện tại hay là những gì đang xảy ra đó cũng không làm thay đổi quyết định của Fed là có thể là tăng lãi suất trong tháng 3 này có nghĩa là trong vòng 3 tuần nữa chúng ta cũng không rõ luôn tại vì một điều rất quan trọng mà tôi nghĩ là không ai rõ bây giờ là nếu như mà thật sự là những gì đang xảy ra chúng ta nhận được thông tin đó là sự thật là có một cuộc chiến đang xảy ra thì sẽ kéo dài bao nhiêu nếu như mà ngắn hạn nên thì có thể là Fed sẽ tiếp tục con đường của mình Tại vì đương nhiên các bạn thấy là xăng dầu tăng lên thì đó là một phần sẽ đóng góp vào cái phần tăng trưởng của phần trăm lạm phát Phần trăm lạm phát mà tăng lên á, chứng đoán nó sẽ tăng thêm 0,5% nữa tại vì xăng dầu đang tăng Và đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong lạm phát Tại vì không chỉ riêng là xăng dầu là các bạn đổ xăng cho mình Mà các bạn nên nhớ là xăng dầu cũng dùng để mà di chuyển hàng hóa Thì đương nhiên xăng dầu tăng lên thì giá hàng hóa cũng sẽ tăng theo và xăng dầu cũng dùng để mà làm gì để mà chạy những cái nhà máy sản xuất đồ này kia kia nọ cho nên khi mà giá xăng dầu tăng lên thì đương nhiên hàng hóa sản xuất ra giá cũng sẽ tăng lên cho nên dẫn đến lạm phát tăng lên nữa cho nên cái sự ảnh hưởng nó rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu và nếu như mà ngắn hạn đó thì Fed có thể là càng phải tăng nhanh đẩy lãi suất lên nữa để hạn chế cái phần trăm lạm phát đó nhưng mà nếu như mà đây là một cái sự kiện mà sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian dài hạn nên thì nó sẽ khác một chút tại vì lúc đó thì có thể là Fed sẽ nghĩ dài hạn hơn nên thì những gì đang xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát mà còn có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tài chính nữa về nền kinh tế cho nên có thể dẫn đến là sự thất nghiệp sẽ gia tăng lên nếu như mà kinh tế nó không có ổn định thì đương nhiên lúc đó Fed sẽ không tăng lãi suất chúng ta thực sự không có rõ và như thường nói chia sẻ bây giờ những nhà đầu tư khi mà họ không rõ đó thì nhiều người sẽ lựa chọn là lưu trữ một số tiền mặt bán một số tài sản của mình lưu trữ một số tiền mặt dẫn đến thị trường đi xuống cho đến khi nào mà họ cảm thấy được là họ hiểu được những gì đang xảy ra cho nên tôi nghĩ là lời phát biểu của một người mà quan trọng hơn hết ở ừ, thì bây giờ đó chính là lời phát biểu của chủ tịch John Powell của cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ nhưng mà tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có rõ và thị trường bây giờ thì vẫn tiếp tục uh, nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất tháng 3 này và tăng cái mức là từ 0,25 tới 0,5 miễn là Fed tăng lãi suất trong một phạm vi đó và Fed thì cần nói là sẽ tiếp tục xem tình hình mà nếu cần thiết sẽ tăng thêm 0,25 và tiếp tục như vậy nhưng vậy thị trường cũng sẽ không có những phản ứng nó tiêu cực lắm đâu chỉ ngoại trừ là Fed đầu ngộng ra nó bây giờ phải tăng 0,75 hay là tăng lên 1% để giảm cái sự tăng trưởng của phần trăm lạm phát lúc đó thị trường mới có cái sự phát triển tiêu cực mà thôi JP Morgan thì vẫn tiếp tục tin tưởng là Fed sẽ có thể tăng lãi suất liên tục trong chính cuộc họp tới đây có nghĩa là từ đây cho đến hè năm sau Fed tăng lãi suất liên tục và có thể lên tới cái mức là hơn 2% nhưng mà miễn là phép tăng 0,25 mỗi lần thì tôi nghĩ là nó cũng không có sự ảnh hưởng lớn lắm đâu Tại vì 2% cũng là một cái phần trăm lãi suất rất là hấp dẫn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển nhiều bạn thì vẫn thường hay hỏi thuận mặc dù thường đã chia sẻ vài lần với các bạn là tại sao phép tăng lãi suất thì dẫn đến là thị trường là một màu đỏ như vậy tại vì khi mà lãi suất tăng lên á, thì Fed quản lý cái phần trăm lãi suất gọi là Fed Fund Rate hiểu đơn giản là cái lãi suất qua đêm mà cho những ngân hàng mượn hay là ngân hàng mượn lẫn nhau khi mà những ngân hàng mượn lẫn nhau đó tại vì những ngân hàng họ cần phải lưu trữ cái số lượng tiền dự trữ cần thiết theo luật pháp à, nếu như mà họ cho vay thì cần phải có một số tiền lưu trữ tại vì nếu như không thì người ta tới người ta rút tiền lấy tiền đầu để mà đưa cho người ta nhưng mà nhiều khi đó họ rất là khó để mà tính được à đương nhiên họ không muốn lưu trữ quá nhiều tại vì lưu trữ quá nhiều thì không thể cho mượn được nhiều cho nên họ lúc nào cũng cho mượn sát luôn cái phần mà họ có thể cho mượn được để kiếm lợi nhuận tối đa nhưng mà mỗi khi mà họ tính toán nếu như mà họ thực sự cần thêm tiền để vào ngân sách của họ để có thể là có cái số tiền tối thiểu bởi luật pháp đó thì có thể họ mượn lẫn nhau và fed là quản lý cái phần trăm đó và khi mà họ tăng phần trăm đó lên đó, thì ngân hàng cũng sẽ tăng lãi suất của mình lên thì dẫn đến là người dân có thể là mượn được ít tiền hơn à, nhiều người có thể là không thể mượn được tiền nữa tại vì lãi suất cao quá dẫn đến là nền kinh tế nó có thể chậm lại dẫn đến là họ không thể mượn tiền mua nhà giá nhà có thể là ngưng tăng trưởng hay là không có mượn tiền mua xe có thể là xe không bán chạy cái bạn được là lãi suất ảnh hưởng rất là nhiều cho nên khi mà lãi suất tăng lên đó, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng của tài chính thứ nhì nữa là khi mà lãi tăng lên như vậy đó thì có thể dẫn đến là công lãi suất cũng tăng theo và công lãi suất của Hoa Kỳ là một trong những cái loại giấy nợ mà gọi là an toàn nhất trên thế giới tại vì Hoa Kỳ đâu có bao giờ là không trả nợ đúng hạn đâu. Cho nên công chi phiếu Hoa Kỳ đó rất là an toàn và cái lãi suất của công chi phiếu Hoa Kỳ coi như lãi suất mà chúng ta không cần phải chấp nhận bất cứ phần trăm rủi ro nào. Cho nên mỗi lần mà các bạn tính cái sự tăng trưởng của một loại tài sản khác như là chứng khoán đó thì các bạn phải trừ ra. Nếu như mà mình không đầu tư vào chứng khoán mà mình đầu tư vào trong công trái phiếu đó thì phần trăm bao nhiêu thì các bạn phải trừ hao ra. Và khi mà chúng ta thấy phần trăm lãi suất tăng lên đó, thì cũng đồng nghĩa là cái số lượng tiền bây giờ sẽ đáng giá hơn cái số lượng tiền tương lai tại vì các bạn dùng 1 uh, triệu đô các bạn đầu tư vào công trái phiếu thì trong tương lai 5 năm, năm sau thì các bạn đã có thêm tiền rồi. Cho nên tiền bây giờ sẽ đáng giá sau này nếu như, như các bạn đầu tư theo cái phần trăm lợi nhuận cho nên khi mà chúng ta nói tới những cái chứng khoán đó thì các bạn thấy được là chứng khoán cái giá cổ phiếu là do người ta nghĩ sau này là công ty này sẽ đáng giá bao nhiêu giống như là các bạn thấy được là bây giờ công ty này nói là họ sẽ sản xuất xe điện đi công ty Toyota họ nói là họ sẽ chú tâm sản xuất xe điện mà nếu như mà ngành xe điện là đáng giá bao nhiêu nghìn tỷ thì thị trường sẽ nghĩ là Toyota sẽ chiếm được bao nhiêu phần trăm của thị trường đó sau này họ sẽ tính cái phần đó vào trong cái giá trị tương lai của công ty và sau đó là giá trị cổ phiếu cũng tăng theo nhưng mà nếu như lại sức tăng lên thì họ cần phải chỉnh lại tại vì họ sẽ đầu tư phần trăm ít hơn cũng có lợi nhuận như vậy tại vì phần trăm lãi sức tăng lên hiểu đơn giản là như vậy cho nên lãi suất rất là quan trọng cho nên thường nghĩ là không có ai quan trọng hơn bây giờ làm an tâm những nhà đầu tư ngoại trừ là Fed thì Finbo có một bài viết liên quan tới ba lý do họ nghĩ tại sao mà giá của BTC có cái sự đi xuống hiện bây giờ. thì lý do đầu tiên thường đã nói tới với các bạn liên quan đến là thị trường bây giờ là không rõ cho nên nhiều người đó muốn có cái sự an toàn nhiều hơn cái lý do thứ nhì mà được nói đến đây đó thì các bạn thấy được là chúng ta à, đang chờ đợi một cái xác lệnh được chia sẻ bởi tổng thống joe biden đăng lý đó tuần này nhưng mà bây giờ đã là thứ tư rồi chúng ta vẫn chưa nghe nói đến đó chính là xác lệnh crypto thì xác lệnh này đó bây giờ theo một số những thông tin như là từ forbes thì nói là có thể là đang bị trì hoãn tại vì giữa nhà trắng với lại bộ trưởng bộ tài chính bộ tài chính của hoa kỳ à, thì có sự bất đồng liên quan tới một số điều cho nên họ cần phải có sự thỏa thuận trước khi mà Tổng thống Joe Biden ra cái xác định này Mọi người vẫn đang chờ đợi xem xác định này, này như thế nào Nhưng mà theo thông biết đó Thì xác định này không phải là Tổng thống Joe Biden Sẽ uh, ra ý kiến là Sẽ siết chặt hay là thả lỏng crypto Mà xác định này chỉ uh, liên quan đến Là bây giờ đó Kêu gọi những cái bộ liên quan đến tiền bạc Như là bộ tài chính, uh, quản lý hợp đồng tương lai, quản lý thị chứng khoán đó, những cái bộ này sẽ cùng nhau làm việc với nhau để mà tạo ra một cái tổ hợp. Tổ hợp này đó, nhiệm vụ là sẽ nghiên cứu về crypto và đưa ra những cái lời khuyên cho tổng thống về xử lý thì trường khoán như thế nào, cần phải có lực tốt hơn, lực tốt hơn như thế nào hay là cần phải siết chặt hơn, chứ hơn ra sao hay là về cái tiền điện tử quốc gia đó thì cần có hay là không có. Nhưng mà theo tôi biết đó thì cái tổ chức này sẽ cần phải có thời gian là khoảng nửa năm hay là hơn thế nữa để tìm hiểu và sau đó sẽ đưa một cái bài báo cáo cho tổng thống Joe Biden. Cho dù là ra xác định nữa thì có thể là nửa năm sau chúng ta mới biết là kết quả như thế nào. Nhưng mà dù sao đi nữa thị trường vẫn đang chờ đợi mà bây giờ vẫn chưa có thấy bất cứ đồng tính nào. Hôm nay là, là thứ tư rồi chỉ còn hai ngày nữa thôi. Các bạn sẽ được là kế tiếp nữa là họ nói là liên quan đến thuế thì các bạn cũng đã biết là hoa kỳ để hàng năm là phải thay thuế thì nhiều bạn mà không sống ở hoa kỳ hay là nhiều quốc gia mà thay thuế hàng năm Nên thì cũng không hiểu là tại sao phải thay thuế à, thuế đến như thế nào thì hiểu đơn giản đó là các bạn đi làm các bạn bán hàng hóa các bạn là chủ công ty các bạn là bất cứ cái gì ở hoa kỳ mà có thu nhập đó thì các bạn vừa thu nhập là vừa phải đóng thuế đó là theo luật ở đây nhưng mà cái thuế đó làm sao biết được là họ thu đủ hay là không đủ có thể là trong năm đó các bạn à, có con các bạn lấy vợ hay là các bạn bán cây cái công ty của mình rồi hay là các bạn bán tài sản các bạn có lời hay là các bạn bị lỗ thì những cái điều này sẽ ảnh hưởng đến cái thuế các bạn nhưng mà các bạn phải đóng thuế theo lịch trình thì đến cuối năm đó các bạn phải thay thuế có nghĩa là sau khi kết thúc các bạn thay thuế xem coi là cái thuế các bạn đóng so với lại cái thuế các bạn đáng lý đâu cần phải đóng đó nó trên lợi như thế nào nếu như bạn đóng nhiều thuế hơn là các bạn cần phải đóng thì lúc đó các bạn thay thuế xong họ thấy văn bản các bạn thì họ sẽ trả lời cái phần mà các bạn đóng dư ra nếu như mà các bạn đóng ít thuế hơn là cái thuế mà các bạn cần phải đóng sau khi mà các bạn à, tính toán, nộp thuế cho họ Thì các bạn cần phải đóng thêm cái phần còn lại Đó là hiểu đơn giản như vậy Và các bạn thấy là cái ngày mà hết hạn để mà thay thuế của năm nay Là ngày 18 tây tháng 4 Nó khác biệt hàng năm tùy theo là có cuối tuần hay là không Thường là ngày 15 tây nhưng mà 18 tây nếu như mà có cuối tuần Thì rất nhiều bạn hỏi thuận về việc liên quan đến thay thuế Thì thật ra lời... À, nói của thần bây giờ đó là các bạn cần phải nên tìm một người mà chuyên về thuế và hiểu về crypto để giúp các bạn tại vì bản thân của thần nó không phải là một cái cpa cũng không phải là một người chuyên gia về thuế cho nên thường rất là ngại khi mà chia sẻ những thông tin liên quan đến thay thuế với các bạn tại vì thường không muốn chia sẻ cái gì đó mà nó không có hoàn toàn đúng tại vì thường không có chuyên môn về thuế đó dẫn đến các bạn sẽ có rắc rối từ cục thuế cho nên các bạn nên tìm những người mà họ hiểu thị trường này bản thân thường cũng không có tự thay thuế à, các bạn thấy năm nay thường cũng sẽ đi à, tìm một chuyên gia để giúp thường thay thuế và năm nay đó à, có thể là nhiều bạn không biết thường cần phải đóng một cái phần thuế rất là cao tại vì năm rồi à, các bạn thấy được là thu nhập của thường cũng không có ít có thể hiểu đơn giản năm nay đó Thuận chưa có thai Nhưng mà tính sơ bộ thôi đó là Thuận cần phải đóng thêm Cho cục thuế đó Thuận đã đóng rồi Các bạn thấy được là Thuận đã đóng là cả trăm ngàn hàng năm uh, Cho cục thuế rồi Năm nay Thuận cần phải đóng thêm Ít nhất là khoảng năm trăm ngàn đô nữa Có nghĩa là thuế năm ngoái của Thuận là sáu trăm ngàn đô Thì các bạn cứ nghĩ thì một con số rất là kinh khủng uh, Thuận phải ký cái check năm trăm ngàn Cho cục thuế trong năm nay Cho nên Thuận uh, cố gắng đẩy lùi lại càng sai càng tốt Tại vì thuận chưa muốn uh, đối đầu với lại cái số thuế này hiện bây giờ nhưng mà trước trước sau gì thường cần phải thay thuế mà thôi và cần phải đóng cái số thuế này đó là những gì mà đang xảy ra hiện bây giờ các bạn thấy được là thuần chủ yếu là muốn chia sẻ để các bạn nắm được những thông tin mới nhất chứ còn về thông tin chi tiết và chính xác đó thì chúng ta thực sự vẫn chưa có rõ lắm đâu chúng ta chỉ biết những hiện tượng bây giờ mà thôi nhưng mà về on chain thì ra sao các bạn thấy được là Thuận hôm nay chỉ muốn chia sẻ hai biểu đồ với các bạn mà thôi để các bạn nắm được là on chain như thế nào về phương diện trên sàn các bạn đã biết rồi nguồn cung và nguồn cầu hiện ngay lúc bây giờ đó thì các bạn thấy là đương nhiên là có nhiều người bán hay là người mua cho nên dẫn đến là giá cả mới đi xuống như vậy ở mức là khoảng 35 000 đô nhưng mà về on chain đó thì các bạn thấy được là ngoại trừ cái số lượng bitcoin trên sàn đang bị bán thì các bạn thấy là theo dõi cái số lượng mình không trên sàn tính theo giờ đó Thì xu hướng các bạn thấy là vẫn tiếp tục là cái xu hướng đi xuống Và ngay cả ngày hôm nay cũng không có xu hướng là nhiều người đem mình không của mình đem lên trên sàn để mà bán Những gì bán bây giờ là đang nằm sẵn ở trên sàn mà thôi Và ngay cả hôm nay đó, cái số lượng nạp vào rút ra nhìn kỹ hơn đó Thì các bạn sẽ thấy um, là đây là cái tài liệu từ ngày 21 tới bây giờ Là trong vòng 2 ngày qua thì các bạn thấy là từ hôm qua tới bây giờ cái số lượng nạp vào rút ra hầu như là không có luôn, rất là ít Cho nên về on-chain thì không có dấu hiệu là nhiều người mà họ đầu tư lâu năm họ đem Bitcoin của mình lên trên sàn để mà bán Chỉ là cái dấu hiệu bây giờ là những người mà coi Bitcoin đó họ tiếp tục bán ở trên sàn Dẫn đến giá cả đi xuống Nhưng mà không phải thông tin nào cũng xấu đâu các bạn Các bạn thấy được là chúng ta à, cũng có những cái thông tin Như là chúng ta thấy được là một trong những nghị sĩ của Mexico đó Đó chính là Andrea Campos và nghị sĩ Indira Campos trong một cuộc phỏng vấn cũng đã nói là à, về cái việc mà nước El Salvador chấp nhận bịch không là tiền từ hợp pháp đó thì người này hoàn toàn tin tưởng đó là Mexico cũng nên có những chiến lược tương tự Tuy nhiên các bạn thấy được là bây giờ ở Mexico chỉ có một hai nghị sĩ để ủng hộ mà thôi nhưng mà đây cũng là cái sự bắt đầu. Các bạn đã nhớ là những năm trước đây đó chúng ta chỉ có hầu như là một người, hai người ở trong quốc hội hay là ở trong cả chính trị của Hoa Kỳ biết đến khôi và ủng hộ nhanh nhẹ thôi cho đến bây giờ các bạn thấy được là Hoa Kỳ ở trong quốc hội đã có ít nhất là 7 người, 10 người ủng hộ rồi. Chúng ta đã thấy được là những cây, thị trưởng thì ít nhất là bốn năm người ủng hộ cái cái thống đốc cũng có rất nhiều người ủng hộ cho nên đây cũng là một bước tiến tới có phải là Mexico là nước kế tiếp hay là không các bạn thấy được là gần đây đó thì El Salvador tuy là bị nhiều cái sự chỉ trích đến từ quốc tế về việc chấp nhận Bitcoin là tiền tệ pháp nhưng mà cái GDP của El Salvador vẫn tăng lên uh, 10% theo nhớ là như vậy thông tin thường đã chia sẻ cách đây hai ba ngày rồi và một những yếu tố dẫn đến cái sự tăng trưởng đó chính là có nhiều người du lịch đến El Salvador sau khi mà họ chấp nhận Bitcoin coi như là một cái tiếng kêu gọi những ai mà thích Bitcoin thì đến El Salvador để mà tham quan những công ty nào mà muốn phát triển trong thị trường này thì có thể đến El Salvador để có thể là gây dựng sự nghiệp ở Salvador đóng thuế mướn người dân của họ đây là những cái tốt mà chấp nhận BTC trở thành tiền tệ có thể mang đến cho một quốc gia như nào Salvador thì đương nhiên nhìn vào El Salvador như là một cuộc thử nghiệm nhỏ những quốc gia lớn sẽ không thể nào mà đứng yên đâu Domino đã bắt đầu rơi xuống rồi các bạn thấy được là ở Mexico đây thì chúng ta cũng có một trong những cái người rất là giàu có chính là tỷ phú giàu thứ ba ở Mexico Salinas Pliego. Thì các bạn đã biết người này cũng không quá lạ đâu với nhiều bạn tại vì đây là một người mà cũng đã lên tiếng ủng hộ BTC từ lâu và ngay cả ngân hàng của ông ta là một ngân hàng mà cũng uh, cung cấp rất là nhiều những cái dịch vụ hay là cho phép uh, khách hàng của họ tiếp cận với lại thị trường crypto này. Thì ngay cả tỷ phú Pliego uh, bây giờ đó cũng đã nói là Đối với những gì đang xảy ra, có thể các bạn đang lo sợ nhưng mà các bạn nên mua Bitcoin hiện bây giờ Các bạn sẽ cảm ơn ông ta sau này vẫn là một HODLer Mặc dù là thị trường không được tốt, mặc dù là ông ta có 10% tài sản của mình nằm trong Bitcoin Ông ta vẫn tiếp tục à, kêu gọi là như vậy ngoại trừ những điều này ra thì chúng ta trở lại Hoa Kỳ đi thì chúng ta cũng thấy là một số người vẫn nuôi cái hy vọng là chúng ta có thể có được một cái Bitcoin ETF spot trong năm nay và các bạn cũng nên nhớ là một những công ty rất là lớn đó muốn có một cái Bitcoin ETF đó chính là công ty Rayscale Công ty Scale đó là có một quỹ đầu tư là Rayscale Bitcoin Trust và thống kê tháng 4 của năm ngoái đó là Rayscale đã lưu trữ là 654.885 Bitcoin và cái con số này đã nằm trong cái quỹ Bitcoin Trust đây không phải là một cái quỹ bitcoin etf mà bạn có thể dễ dàng mua bán như là quỹ bitcoin etf hiện bây giờ đây là một cái quỹ đầu tư mà dùng bitcoin làm thế chấp sau đó bán cái cổ phiếu dựa vào số lượng bitcoin đó mà thôi nó một cách đơn giản hơn đó cái quỹ này trước đây rất là nổi tiếng tại vì chúng ta không có những cái sản phẩm bitcoin mà dễ dàng tiếp cận cho full war nhưng mà sau này với sự xuất hiện của bitcoin futures etf nghĩa là quỹ đầu tư etf dựa theo hợp đồng tương lai đó thì cái quỹ này nó đã không có còn nổi như trước đó nữa cho nên đã rất là lâu rồi các bạn thấy là từ thời điểm là tháng 2 của năm ngoái tới bây giờ để chúng ta không thấy quỹ này nạp thêm BTC. Các bạn có thể ý là cái số lượng Bitcoin đi xuống một chút nhưng mà thật ra không phải là họ bán đâu tại vì quỹ này không bán Bitcoin được. Cái số mà Bitcoin các bạn thấy mất đi đó là do họ lấy cái phí quản lý của họ cho nên mới đi điều một đường như vậy. Trên căn bản họ vẫn lưu trữ rất là nhiều Bitcoin hiện bây giờ. Và bây giờ đó họ muốn chuyển hết Bitcoin này qua một cái quỹ Bitcoin ETF nhưng mà họ muốn đây là một cái quỹ Bitcoin etf spot như là có bitcoin thật sự chứ không phải là một hợp đồng tương lai đây là điều mà hoa kỳ chưa có hiện tại và đương nhiên những cái sự chỉ trích bây giờ đó là tại sao lại có một cái quỹ đầu tư bitcoin ETF futures mà không có một cái quỹ Bitcoin ETF spot sự khác nhau là future hợp là hợp đồng không có Bitcoin thực sự còn spot đó là có Bitcoin thực sự thì đương nhiên SEC lúc nào cũng nói là tại vì họ muốn bảo vệ nhà đầu tư tại vì họ sợ cái việc làm giá nhưng mà nhiều người cũng chỉ được là điều này hoàn toàn không hợp lý tại vì thứ nhất future là hợp đồng tương lai nó nguy hiểm hơn với nhiều nhà đầu tư tại vì cái giá nó không có sát cái thị trường thứ nhì nếu như mà lo sợ về làm giá đó thì cái giá của hợp đồng tương lai vẫn là bắt đầu từ cái giá của cái thị trường spot như là cũng giống nhau mà thôi cho nên điều này hoàn toàn có hợp lý và SEC đó thì chưa có từ chối cái đề nghị này của công ty scale nhưng mà họ cũng kêu gọi người dân đó, à, nạp một số những cái suy nghĩ của mình để SEC thấy là người dân bây giờ nghĩ ra sao đây cũng là một cách làm của SEC để mà trì hoãn cái việc chấp nhận. Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ đã dựa theo Eric Bartunas là một trong những nhà phân tích ETF của Bloomberg. Eric Bartunas nói là nhìn vào những cái comment của người dân đó thì hầu như là 95% của người dân bây giờ là đang ủng hộ việc cho phép quỹ đầu tư Trayscale Bitcoin Trust chuyển thành một cái quỹ đầu tư Spot ETF cho nên chúng ta cũng hy vọng mà thôi sẽ có một cái ETF cho năm nay và thông tin cuối cùng là ngân hàng trung ương của Spain, có nghĩa là Tây Ban Nha đó thì đang muốn ra những cái luật để mà siết chặt lại cái thị trường này à, và họ nói là ra, ra luật để mà bảo vệ nhà đầu tư nhưng mà thật ra họ chỉ bảo vệ bản thân của những ngân hàng mà thôi. Các bạn thấy được là thị trường crypto bây giờ nói riêng đó là có rất là nhiều những cái vụ lừa đảo à, và thì tài chính nói chung đó thì có những cái meme stock đó lên xuống liên tục khiến cho nhiều nhà đầu tư mất tiền. Nhưng mà ngay cả ở Hoa Kỳ đó, ban quản chính phủ Hoa Kỳ biết bao nhiêu là việc cần phải làm nhưng mà họ không có lo làm những việc đó mà họ lại đi kiện những công ty như là BlockFi. Tại vì sao? Tại vì những công ty này đó có những sản phẩm như là các bạn gửi đồng ổn định để mà lấy lãi giống như là crypto.com để các bạn lấy lãi là 8% một năm, 10% một năm, 12% một năm. Con số thực sự là không có nhiều. Thì tại sao mà họ lại quan tâm như vậy trong khi mà người dân đâu có kêu họ? tới để mà xử lý những công ty này đâu người dân cần họ xử lý những cái vụ lừa đảo bên ngoài kia nhưng mà họ là rất chú tâm để mà họ đàn áp những công ty như là BlockFi hay là các bạn thấy gần đây là Nexo tại vì sao vậy Tại vì thằng nghĩ đó là có hai lý do. Đầu tiên hết á là các bạn thấy được là nếu người dân gửi đồng ổn định, lấy tiền ngân hàng của mình mua đồng ổn định và gửi lên những công ty như là BlockFi để mà lấy lãi đó thì cái phần lãi đó đó 8%, 9% cho dù như bạn nghĩ là một 8 9 một năm thì đâu có cao đâu, nhưng mà rất là cao so với cái lãi các bạn có thể nhận được ở ngân hàng bây giờ là 0. 0. 0 mấy phần trăm mà thôi. Nếu các bạn gửi tiền ngân hàng hầu như là không có tiền lời luôn. Lý gì sẽ làm ảnh hưởng đến ngân hàng? Tại vì ngân hàng cần tiền các bạn để họ cho người khác vay và họ chỉ lưu trữ một số lượng tiền nhỏ mà thôi có nghĩa là họ sẽ phân ra để mà lưu trữ gọi là fractional reserve à, sẽ chia sẻ sâu hơn với các bạn sau này thì đương nhiên cái số tiền mà không gửi cho ngân hàng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đối với việc làm ăn của họ đương nhiên ngân hàng sẽ không thích điều này và thứ nhì nữa là thị trường chứng khoán nói chung ý các bạn đầu tư với những cái quỹ index hỗn hợp đó trung bình các bạn lời một năm là khoảng 8% mà thôi trong khi mà các bạn có thể gửi những đồng ổn định vào trong những công ty như là BlockFi hay là crypt com thậm chí tiền lời có lên tới là 12% một năm như vậy thì không có lý do gì mà một nhà đầu tư cần phải chấp nhận mạo hiểm để kiếm được 8% một năm trong khi là không cần mạo hiểm hay là mạo hiểm rất là ít cũng có thể chiếm được phần trăm tiền lời cao hơn như vậy cho nên đây là lý do tại sao họ nghĩ là những ngân hàng trung ương À, lại muốn siết à, chặt thị trường này, nói là bảo vệ nhà đầu tư nhưng mà trên cơ bản là bảo vệ những ngân hàng của họ mà thôi. Đây là cái thông tin mà thùng mang đến cho các bạn hôm nay đó là một ngày mà đương nhiên là giá cao rất là đỏ. Tuy là không thể biết được tất cả nhưng mà những gì thường biết thường đều chia sẻ với các bạn và thường vẫn tiếp tục lưu trữ crypto tiếp tục chung mình giá với các bạn trong những lúc như thế này. Hy vọng là những gì thường chia sẻ đó có thể giúp các bạn hiểu hơn và khi các bạn hiểu hơn thì các bạn sẽ bớt lo lắng hơn thường không thể biết được ngày mai giá cả sẽ ra sao thường sẽ chia sẻ với các bạn là thường không nhìn vào ngày mai mà thường nhìn vào 5 năm sau 7 năm sau thường nhìn vào thời gian dài hạn hơn thì thị trường này đó thường vẫn tiếp tục đức có lòng tin hiện bây giờ trung bình giá dài hạn là một trong những cái chiến lược mà thường vẫn tiếp tục cùng các bạn đi trên con đường thị trường này đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa Multi Chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia Thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn NEPX, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch Hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto One ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn